vị, Tường Tăng và Hoàng Rapper xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Cả nhà cùng vui. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Như vậy là chương trình đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Tôi thắc mắc tại sao là cứ mỗi lần chúng ta xuất hiện là không bao giờ mà mặc đồ giống nhau. Stylist chương trình này tại sao không bao giờ quan tâm tới hai MC? Chả hiểu tại làm sao mà không bao giờ chuẩn bị đồ cho hai MC có thể giống nhau được. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ các gia đình không chỉ gắn kết với nhau như là những thành viên luôn luôn gần gũi, các chia sẻ trong suy nghĩ mà ngay cả ngoại hình trang phục mà họ chọn lựa xuất hiện trong chương trình cũng rất là đồng đều. Chờ đón xem sự đồng bộ đó như thế nào trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Hãy đến với phần giới thiệu rất đáng yêu của hai gia đình ngày hôm nay. Xin chào chương trình Cả nhà cùng vui. Con tên là Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Sở thích của con là đi du lịch và mua sắm. Con có năng khiếu là cáp quớ và nhảy. Mình là Nguyễn Duy Khánh. Nghề chính của mình là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mình tên là Phạm Thị Kim Cương, nên mình làm nội trợ. Những lúc rảnh rỗi thì gia đình cũng thường đi chơi. Thì gia đình mình đi chơi thường Vũng Tàu hay là Nha Trang, Phan Thiết. Còn nếu mà có thời gian nữa thì về quê ở Kiên Giang thăm ông bà nội, ông bà ngoại. Thường thì bé Jenny ở nhà mình thì có cái tính cách là hiếu động, rất là thích tìm tòi và học hỏi. Hôm nay đến tham gia chương trình là muốn gắn kết gia đình nhiều hơn và cho ba mẹ hiểu con hơn. 1, 2, 3, cố lên! Xin chào chương trình Cả nhà cùng vui. Con tên là Nguyễn Đức Minh, sở thích của con là đạp xe với lại học võ. Mình tên là Nguyễn Văn Đức, nghề nghiệp của mình làm kinh doanh. Mình tên là Phan Thị Bạch Liêm, mình là nhân viên văn phòng. Thường thường thì mình thời gian rảnh thì mình vẫn chơi mấy bé, chẳng hạn chơi những cái trò chơi mà cả nhà mình cùng chơi với nhau, chẳng hạn như là nối từ này, chơi trò chơi dân gian chẳng hạn. Bé thì khá nội tâm, buồn thì bé ít nói đó, bé chỉ lặng lặng chơi mình thôi. Con thích mẹ con nấu nhất là món thịt kho hột vịt, tại vì thịt nó mềm rất là ngon. Mục đích con tham gia chương trình này là để gắn kết gia đình hơn và để ba mẹ hiểu con hơn. 1, 2, 3, yeah! Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đang đến với không gian một căn phòng dành cho các bậc phụ huynh. Xin được chào đón bên tay trái của Hoàng Rapper, đó chính là ba Khánh cùng với mẹ Kim Cương. Dạ, xin chào chương trình. Chào chương trình. Còn bên tay phải của Hoàng Rapper đó chính là bà Đức và mẹ Liêm. Xin chào chương trình Cả nhà cùng vui. Hai bên bữa nay có nhiều điểm chung quá, đều chọn một màu xanh đầy hy vọng. Bên cạnh đó là mỗi bên gia đình đều đang có hai bé rất là đáng yêu. Bên ba Khánh và mẹ Kim Cương thì gồm hai bé nào ạ? Bảo Ngọc ạ, và bé Johnny Vĩnh Khang ạ. À, là bé trai. Còn với ba Đức và mẹ Liêm thì mình cũng có hai bé rồi ạ. Là hai bé nào ạ? Bé lớn là Đức Minh và bé nhỏ là Quỳnh Phương. Thiệt là hạnh phúc khi mà gia đình chúng ta dù trai hay gái có hai là đủ, nhưng mà có đầy đủ trai gái nữa thì ngoài đó bơ cảm thấy ganh tị quá. Nào, chúng ta chào đón sự xuất hiện của hai đội trưởng nhí ngày hôm nay nha. Yeah, xin chào, và đây là căn phòng sắc màu và luôn luôn đồng hành cùng với cô Tuyền Tăng, đó chính là hai thiên thần nhỏ, cũng chính là hai đội trưởng của hai đội ngày hôm nay. Xin được giới thiệu, đó là bạn Đức Minh và bạn Bảo Ngọc, mà hôm nay mình sẽ xuất hiện trong chương trình Cả nhà cùng vui cùng với một vai trò cực kỳ đặc biệt, đó là những đội trưởng sẽ đưa ra những chiến lược và quyết định xem là đội mình sẽ đi đến đâu trong các thử thách của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ hai đội trưởng, hai bạn đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Dạ rồi. Yeah. Dạ, hai đội trưởng sẵn sàng. Hai đội trưởng sẵn sàng, các phụ huynh cũng đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta bước vào vòng đầu tiên được mang tên Người hùng của con. Luật chơi vòng 1, Người hùng của con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Bây giờ sẽ là chủ đề đầu tiên được mang tên Thế giới. Chủ đề của chúng ta ở vòng đầu tiên đó là thế giới. Thế giới của mình thì rộng lớn và bao la lắm nha. Vậy thì với chủ đề này, Bảo Ngọc trước đi. Bảo Ngọc nghĩ là với cương vị đội trưởng của mình sẽ chọn ba hay là chọn mẹ để vượt qua thử thách này đây? Dạ thưa cô, là con sẽ chọn ba. Nếu như mà Bảo Ngọc đã chọn ba mình thì Đức Minh, đội trưởng, bạn chọn ai? Dạ con cũng chọn ba luôn.
À, vậy là hai người ba sẽ sẵn sàng chinh chiến với thử thách đầu tiên. Nhưng mà khoan, từ từ, bình tĩnh, hãy lắng nghe câu hỏi để đến với phần thách đấu cái đã. Mời chú Hoàng Rapper. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi. Trong vòng 60 giây với chủ đề thế giới, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu biểu tượng đặc trưng cho mỗi quốc gia trên thế giới này? Bây giờ bạn nào muốn sẽ là người thách đấu trước tiên nè? Thôi để con. Rồi, Đức Minh. Dạ thưa cô, ba con có thể kể được 5 biểu tượng. Còn Bảo Ngọc thì sao? Bây giờ là con số 5 rồi. Con nghĩ là 6. Con nghĩ là 6. Đức Minh thì sao? Con nghĩ là lên 7. Bảo Ngọc thì sao? Có tiếp tục gửi niềm tin cho ba mình không? Con quyết định sẽ nhường lại cơ hội cho bạn. À ha, như vậy là với phần thách đấu ở thử thách đầu tiên thì bạn Đức Minh đã dành cơ hội cho ba mình. Và yêu cầu đó là sẽ phải kể được 7 biểu tượng của các quốc gia trên toàn thế giới. Ba của Đức Minh ơi. Yeah, ba Đức sẵn sàng nha. Nào sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Thứ nhất ở Việt Nam có nhà thờ Đức Bà. Ở bên Anh có đồng hồ Big Ben. Trung Quốc có Tử Cấm Thành, Vạn Lý Kiệt Thành. Ở Canada có biểu tượng là lá phong. Cố lên, cố lên ba ơi. Đền thờ Mohammed ở Ấn Độ. Tiếp, nghĩ đến quốc gia nào? Thái Lan có vạn voi. Thái Lan có voi. Voi, đúng rồi. Ở Úc có nhà hát opera đó. Chưa chính xác lắm nha. Nhà đúng cái tên nhà hát đó nha. Nhà hát là Úc thì có chuột túi. Có nhà hát opera là con sò, người ta gọi là con sò đó. Hết giờ rồi ạ. Và chúc mừng ba Đức, 10 điểm thuộc về gia đình của mình. Rất giỏi nha. Và chúc mừng đội trưởng Đức Minh đã mang về cho đội của mình 10 điểm nha. Và bây giờ sẽ là chủ đề thứ hai, đó chính là động vật. Như vậy với chủ đề về động vật nè, bây giờ là tiếp tục chọn 3 hay là phải suy nghĩ chuyển hướng của mình đây? Bảo Ngọc đi. Dạ, cô là con chọn 3. À, tiếp tục gửi chọn niềm tin cho ba, nhưng mà lát nữa thách đấu phải quyết liệt hơn nha. Dạ. Rồi, còn Đức Minh thì sao? Con thì con sẽ chọn mẹ. À, bây giờ là Đức Minh đã quyết định thay đổi chiến thuật của mình, chọn mẹ để thực hiện thử thách này. Một bên ba, một bên mẹ sẵn sàng nha. Bây giờ mình cùng lắng nghe câu hỏi từ chú Hoàng Rapper. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi với chủ đề động vật. Ba hoặc mẹ của các con trong vòng 60 giây kể tên được bao nhiêu loại cá sống ở nước ngọt. Hồi nãy là Đức Minh bắt đầu thử thách, thách đấu trước đúng không? Bây giờ Bảo Ngọc thách đấu đi. Dạ thưa cô, con nghĩ là ba con có thể trả lời được 5 loại cá. Đức Minh. Con nghĩ mẹ con có thể trả lời được 6 loại. 6 loại. Tiếp tục bắt đầu thấy tốc độ nhanh nhanh nè nha. Bảo Ngọc dạ, thì sao nè? Dạ thưa cô là 7 loại. 7 loại. Đức Minh. Con 8 loại luôn. 8 loại luôn. Tiếp tục. Bảo Ngọc ơi, cơ hội đến rồi. 9 loại. 9 loại luôn. Còn Đức Minh thì sao? Thôi con nhường. Trời đất ơi, bé đã quyết định nhường cơ hội lại cho gia đình của Bảo Ngọc thôi thì cũng đúng rồi. Để xem là với quyết định của mình thì Bảo Ngọc cùng với ba của mình sẽ có thể giành chiến thắng ở thử thách này không nha. Rồi, sẵn sàng. Yeah, chúc mừng ba Khánh. Ba Khánh hãy sẵn sàng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cá lóc nè, cá gô, cá trê, cá cha, cá trạch, cá lia thia, cá lòng tông, cá sặc, cá chốt. Rồi. Cá hú nè. Rồi cá điêu hồng nè. Cá sấu nè. Thôi lên ba ơi. Cá liềm kềm nè. Cá linh nè. Cá mẹ dinh nè. Cá trôi nè. Mẹ trắng. Cá chim. Chim nước ngọt nha. Cố lên ba ơi. Không cần phải đếm nữa, 10 điểm thuộc về gia đình của bé Ngọc. Ba Khánh giỏi quá. Rồi, tỷ số bây giờ đang là 10-10. Hãy sẵn sàng đối diện với thử thách thứ 3, đó chính là chủ đề địa lý. À, với chủ đề này thì bây giờ Đức Minh, con nghĩ là ba hay mẹ sẽ có thể thực hiện thử thách này? Con nghĩ là ba con sẽ thực hiện được thử thách này. Vậy nhắn gì tới ba mình đây ta? Ba ơi, cố lên, con tin ba sẽ làm được. Quá xuất sắc luôn, trao chọn niềm tin cho ba. Còn nhắn gửi tới ba nữa, đội mình phải làm sao đây? Bảo Ngọc. Lần này thì con chọn. Vẫn là ba. À, vẫn là ba. Vậy thì gửi tin nhắn đến ba liền đi, bắn tin nhắn qua cho ba đi. Ba ơi, cố lên, con tin ba sẽ làm được. Dạ, bên đây đã gửi lời yêu thương, là động viên đến hai người ba của mình. Vậy hỏi, hai người ba bên kia sao rồi ạ?
Xin cảm ơn sự quyết định của cả hai đội trưởng nhí. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem câu hỏi gây khó cho hai nhà mình như thế nào nha. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu vịnh tại Việt Nam? Bây giờ trong vòng 60 giây, ba của mình sẽ kể được bao nhiêu vịnh ở Việt Nam? Ai muốn thách trước? 3, 2, 1. Dạ, cô là... Dạ, ba con có thể trả lời được 5 vịnh. Dạ, ba con có thể trả được 6 vịnh. 6 vịnh nha ba ơi. Lần này thì con nhường bạn. Như vậy là Bảo Ngọc đã quyết định sử dụng chiến thuật nhường cơ hội cho đội bạn. Ba của Đức Minh đã sẵn sàng chưa ba ơi? Việt Nam chúng ta là giáp biển mà. Năm nay tự tin lên ba ơi, nhiều bệnh lắm. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Thứ nhất, Khánh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang, Vân Phong, Vũng Rô, Vịnh Hạ Long, Vân Ninh. À, wow. Vịnh... Cố anh ba ơi. Cố lên mà, phải cố dũng lên. Cố lên. Ba ơi, cố lên. Tức quá nói Vịnh Thái Lan cho đỡ tức. Cố lên ba ơi. Hết giờ. À, câu này rất khó mọi người ơi. Thậm chí là MC Hoàng Rapper cùng với Tuyền Tăng đối diện với 60 giây chưa chắc kể ra được tên của nhiều vịnh đâu. Và chúng ta vẫn chưa vượt qua được thử thách này. Coi như là một món quà 10 điểm dành tặng cho gia đình Bé Ngọc. Câu này khó nha. Như vậy chúng ta đã kết thúc được vòng 1. Tỷ số hiện tại đang là 20-10. Lợi thế đang nghiêng về cho gia đình của Bé Ngọc. Nhưng tất cả sẽ dễ dàng thay đổi bởi vòng thi đấu thứ hai. Đó chính là Ai là siêu nhân. Luật chơi vòng 2, Ai là siêu nhân. Chương trình sẽ đưa ra hai thử thách tương ứng với hai trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau hai vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với cả nhà cùng vui. Và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên Ai là siêu nhân. Ba và mẹ của mỗi đội sẽ bắt đầu đối diện với thử thách này để chúng ta ghi càng nhiều trái bóng vào bên trong ly càng tốt. Hãy đối diện với món dụng cụ rất đặc biệt. Là hai đồ đập đá đây nha quý vị. Chúng ta sẽ điều khiển làm sao bóng nó rơi thẳng vào bên trong ly, chân không được vượt qua khỏi vạch và bóng không được chạm vào bàn. Một đường đi một. Hy vọng là với sải tay rất là dài của ba mẹ sẽ ghi được càng nhiều trái bóng càng tốt. Nhiệm vụ của ba mẹ là trong vòng 60 giây thôi, có càng nhiều trái bóng bên trong ly càng tốt. Nhiệm vụ của đội trưởng dự đoán xem ba mẹ có được bao nhiêu trái bóng. Mỗi ly đều ít nhất phải có một trái bóng. Nếu như có ly nào mà trống không, không có bóng nào, coi như là chúng ta nhường 20 điểm cho đội còn lại. Ngọc nghĩ là trong thời gian 60 giây thì ba mẹ mình có thể bỏ được bao nhiêu quả bóng vào trong ly? Dạ thưa cô, là con nghĩ là ba mẹ có thể bỏ được bao quả bóng trong ly. Bắt đầu với ba quả bóng. Rồi còn Đức Minh. Con thì con nghĩ 8. Tám. Bảo Ngọc bây giờ mình suy nghĩ kỹ nha, 8 rồi nha. Dạ sao? Dạ con nghĩ là ba mẹ con có thể nếm được 9 quả bóng. Dạ con nghĩ là ba mẹ con có thể làm được 12 luôn. À 12 quả bóng luôn nha ba mẹ ơi. Rồi Bảo Ngọc thì sao? Thôi con nhường cô. Không mà cũng đúng, các bé gái thường sẽ thận trọng hơn. Mình cũng phải quan sát đối phương như thế nào. Tại vì đây là một cái thử thách hoàn toàn mới trong cả nhà cùng vui mà. Thử thách về vận động chút xíu. Phải coi gia đình của Đức Minh sao cái đã. Dạ rồi, bây giờ xin được chốt lại là gia đình của Đức Minh sẽ thực hiện thử thách ở vòng 2 với tổng cộng cần 12 quả bóng ném vào ly. Trời ơi Bảo Ngọc ơi, ba mẹ con đang tiếc nuối lắm nè. Bởi vì ba cũng đang rất là tự tin, mẹ cũng rất là tự tin đúng không ạ? Mà không sao hết, bây giờ chúng ta sẽ xem gia đình của bé Minh vượt qua thử thách này như thế nào. Xin mời ba mẹ. Bà Đức và mẹ Liêm lưu ý rằng là chân chúng ta không vượt qua khỏi vạch. Nào chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên ba mẹ ơi. Đó, đó, phải. Ba mẹ ơi. Cố lên ba mẹ ơi. Ây dưa, trời ơi, trò này dễ mà. Anh này ra giữ cho ba mẹ ơi. Tiến lên ba mẹ ơi. Trời. Đó, trời, đơn giản. Ly nào cũng có bóng nha ba mẹ nha. Cứ bình tĩnh. Tiến lên ba mẹ ơi. Ồ, quá đơn giản luôn. Bởi vậy là các con phải tự tin vô ba mẹ của mình. Ba mẹ thể hiện tinh thần rất là tốt nha. Rất tốt nha. Trò này nó hơi mỏi lưng tí, nó hơi căng cơ lưng tí, nhưng mà nó vui. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Còn một ly nữa thôi là sẽ được xác nhận hợp lệ. Đó,
ơi, bà là tốt ghê chứ. Cái này bà tha hồ gian rộng để ôm trọn tất cả các tình yêu cho gia đình của mình. Ôi, những cái bóng xinh xắn lọt vào trong ly kìa. Trời đều đặn quá đi. Đó, thật là hấp dẫn. Cố lên ba mẹ ơi. Xuất sắc quá. Quá khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Cố lên ba mẹ ơi. 60 giây dừng sức hết giờ. Yeah, các mình ơi. Đó, Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc thấy chưa? Rất là đáng tiếc bởi vì thử thách này nó rất là dễ. Quan trọng là chúng tôi muốn kiểm tra xem là niềm tin của các thành viên của mình dành cho nhau như thế nào. Và bây giờ thì xin mời quý vị đến với thử thách tiếp theo. Hy vọng là gia đình của bé Ngọc, đó chính là bà Khánh và mẹ Kim Cương, cố gắng nỗ lực hơn nữa. Xin mời. Bây giờ sẽ là trò chơi thứ hai tại thử thách thứ hai này. Chúng ta hãy cùng nhau hợp sức, cả ba và mẹ mỗi người một đầu dây. Đó, chúng ta sẽ điều khiển làm sao tay không được chạm vào trong ly, mà điều khiển để cho cái vòng dây thun nó nằm bên trong ly, mình di chuyển ra vị trí trung tâm của cái bàn, sau đó sắp xếp thành một tháp ly thật là đẹp theo hình tam giác với đội hình 4 3 2 1. Bây giờ xin mời hai đội trưởng nhí, chúng ta hãy thách đấu về mặt thời gian với nhau. Thời gian tối đa là 90 giây. Đội trưởng nhí nào thách đấu với thời lượng thấp nhất có thể thì ba mẹ của đội đó sẽ bắt đầu đương đầu với thử thách. Xin mời. À, thử thách này là bây giờ là Bảo Ngọc sẽ phải cẩn thận suy nghĩ kỹ nha. Hồi nãy là mình đã vụt mất cơ hội của mình, quá đáng tiếc đúng không nào? Mà nhớ nha, vòng này mỗi một thử thách tới 20 điểm lần đó. Bây giờ bạn nào muốn thách đấu trước? Đức Minh đi. Rồi, bây giờ Đức Minh nghĩ rằng trong vòng bao nhiêu giây thì ba mẹ có thể hoàn thành thử thách đó? 85 giây. 85 giây. Bắt đầu giờ trả giá. Bảo Ngọc thì sao? Con thì 80 giây. 80 giây. Bây giờ 80 giây rồi đó. Sao nè? 75 giây. 75 giây. Giờ coi là 65 giây. 65 giây. 60 giây. 60 giây. 57 giây. 57 giây. Rồi cô đoán luôn 56 đúng không con? Thôi con nhường. À con quyết định nhường. Như vậy là trong vòng 57 giây thì cả ba mẹ của bạn Bảo Ngọc sẽ phải phối hợp để cùng nhau vượt qua thử thách này. Ba Khánh và mẹ Kim Cương đã vào vị trí. Rồi, ba Khánh, mình một đầu dây, mẹ một đầu dây. Quan trọng là chúng ta kết hợp với nhau một cách rất là ăn ý bởi những hiệu lệnh hay là những ký hiệu riêng hoặc là bắn Bluetooth với nhau chẳng hạn để mình kết hợp ăn ý. Với đội hình 4-3-2-1 thì 57 giây là mục tiêu để mình chinh phục. Chuẩn bị 3-2-1, bắt đầu. Cuốn cái tay vô. Đó, nhẹ nhàng nè. Mình hô nha, mình hô nha. Nghe hiểu nói hết chưa? Mình không hô, mình không hiểu ý nhau là mình rớt liền. Buồn. Chinh nè. Cố lên ba mẹ ơi. Đó. Cố lên ba mẹ ơi. Đẩy này vô, đẩy cái này vô. Đúng rồi, đẩy. Đừng chạm tay vô liền đó. Mình cứ thả này trước đi mà mình chỉnh sao. Mình cứ thả nó trước, đúng rồi. Hay quá rồi. Giỏi. Bung ra. Yeah, ba mẹ ơi. Đẩy này vô. Đẩy vô đi, đẩy vô. Đẩy này vô. Đẩy vô, đẩy vô, còn người khác. Hay quá. Ok, bung ra mạnh nha. Ok. Giỏi quá mà. Mẹ ơi, cố lên. Để ngay đi, bung ra. Ok, bung mạnh ra. Chỉnh nè, có cần chỉnh vô. Mạnh ra, em bung 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 nghiêng nè. Ok. Cố lên ba mẹ. Cần chỉnh vô, cái này nó hơi hư nè. Đó, cái này mà chơi nè. Đó, chơi nè. Đó, cái kia. Ồ. Chơi nè, chơi nè. Ba mẹ ơi, cố lên. Ba mẹ ơi, cố lên. Ba mẹ ơi, cố lên. Ba mẹ ơi, không có gì hết. Hết giờ, thật là đáng tiếc. Chỉ còn một mục tiêu nữa thôi. Nhưng mà một tràng pháo tay dành cho tinh thần của bà Khánh này nè, Kim Cương. Quá giỏi. Mà rất là thương ba nha. Bà Khánh liên tục điều khiển và ra hiệu lệnh dành cho mẹ. Ở trong nhà mình á, là ai sẽ là người quyết định cuối cùng? Ba ha? Đúng rồi, mình là ba. Nhưng mà ba vẫn hỏi ý kiến của tất cả mọi thành viên trong gia đình chứ? Đúng vậy. Dạ. Dù sao thì chúng ta cũng đã trải qua được một thử thách rất là hồi hộp, nín thở luôn. Nhưng mà đầy thú vị. Không còn quan trọng là kết quả ra sao, quan trọng là cả ba mẹ của bé Ngọc đã đồng hành cùng với nhau. Và bây giờ tỷ số đang là 50-20. Xin được trao giải nhì ngày hôm nay dành cho gia đình bé Bảo Ngọc. Ta-da! Đây là phần thưởng trị giá 2 triệu đồng xin được chúc mừng cho gia đình của bé Bảo Ngọc. Vào Hoài Đứa Bơ mới được nhìn gần bé Bảo Ngọc nha. Rất là xinh đẹp và đầy tự tin. Đây, bật mí luôn. Người ta là không chỉ giỏi trên trường lớp đâu, mà rất là năng động nữa. Người mẫu đó nha. Ghê vậy? Ôi ôi, trình diễn quá trời sàn kết quốc thiếu nhi luôn.
Công nhận chơi dài băng mọc các bạn trẻ bây giờ càng ngày càng tự tin xinh xắn. Đó, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình quay trở lại với đội của bạn Đức Minh nè. Không biết là hai anh chị cảm thấy như thế nào khi mà hôm nay được gặp gỡ với gia đình của đội bạn cũng như là cùng nhau vượt qua các thử thách của chương trình Cả Nhà Cùng Vui à? Mình thấy là cái chương trình này nó gắn kết, thứ nhất là gắn kết gia đình mình. Mọi thành viên có thể là hiểu nhau hơn và cũng giao lưu được với gia đình bên này. Mình thấy cũng rất là vui khi biết được những gia đình mà bạn mình chơi cũng có những cái mong muốn như vậy. Nên là chương trình này rất là bổ ích. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy đến với vòng thi đấu cuối cùng ngày hôm nay dành cho gia đình của bé Đức Minh nhé. Đó chính là Ai Hiểu Con Hơn. Luật chơi vòng 3, Ai Hiểu Con Hơn. Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng với vòng thi cuối ngày hôm nay dành cho gia đình rất là xuất sắc, cũng rất là may mắn nữa. Đó chính là gia đình của bé Đức Minh. Và hy vọng là cả hai bên chiến tuyến chúng ta sẽ kết hợp ăn ý cùng với nhau với 5 câu hỏi nha. Nào, đội trưởng Nhí, còn có lời nào động viên ba mẹ hay không? Hy vọng ba mẹ sẽ quan tâm và biết con thích cái gì. Ủa, cái này có phải là một lời động viên không ta? Hay là một lời gây áp lực ta? Thôi thì để bên đây phản hồi như thế nào, mời ba mẹ. Ba mẹ sẽ cố gắng quan tâm hiểu con nhiều hơn nữa. Dạ. Rồi chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Câu hỏi đầu tiên như sau: con đã từng nói con yêu ba mẹ hay chưa? Đó, nếu như con đồng ý thì con nói dạ rồi. Còn nếu mà chưa thì con nói dạ chưa nha. Phải có chữ dạ nha. Ba mẹ cũng vậy nha. Rồi, ok, bấm bạn xuống ạ. Chưa xong chưa? Chưa, chưa. Bấm bạn xuống con. Thời gian tạm ngừng. Rồi, thời gian tạm ngừng rồi, chúng ta kiểm tra đáp án nào. 3, 2, 1, đáp án là có. Ba mẹ đã có. Dạ con rồi nói là... Dạ rồi. Vô. Mặt chữ thì nó khác nhau, nhưng mà mặt nghĩa thì mình cảm nhận bằng trái tim thì nó y chang nhau. Chính xác được một câu rồi, chính xác. Yeah. Câu 2 của chúng ta như sau: mẹ là người có thể đảm đương được nhiều việc. Nếu có thể giúp mẹ, con muốn thay mẹ làm công việc gì? Đó, thí dụ giờ muốn thay mẹ làm công việc gì nè? Gì vậy ta? Chăm em chẳng hạn, hay là giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, lau nhà, quét nhà, hút bụi này nọ, dọn dẹp, nhiều. Hay là nấu nướng thay cho mẹ luôn, hay là đi chợ cho mẹ. Nán nha, nào thời gian vẫn đang chạy nha, đừng tốn quá nhiều thời gian, chúng ta còn 3 câu nữa đó. Rồi ba mẹ ấp bạn xuống nào. Ấp bạn xuống. Ấp bạn nha. Rồi, ok. Câu trả lời 2, 1, xin mời đáp án. Xếp quần áo, xếp đồ. Một câu chính xác nữa dành cho ba mẹ. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi thứ 3. Thời gian không còn nhiều nữa. Hãy kể tên một món đồ mà con rất là thích nhưng ba mẹ lại không đồng ý mua. Ê, cái này trường hợp này gặp nhiều. Nhiều à. Nhưng mà mình chọn một món, quan trọng món đó phải trùng khớp với nhau. Phải trùng khớp với nhau. Món gì nào, món gì nào. Mua, con muốn mua. Yeah, chứ phải con muốn mượn hay là con muốn thuê. Mà con muốn mua, ba mẹ phải mua cho con. Đúng. Ba mẹ nói no, never. Rồi, thời gian tạm ngừng. 3, 2, 1, xin mời. Trời, điện thoại. Trời ơi. Quá dữ luôn. Minh ơi, tuổi mà đòi mua điện thoại rồi con, chi vậy? Thì con nhắn tin với lại con chơi với bạn liên lạc với lại giải trí. Mà ba mẹ làm sao để mình từ chối bé mà không làm cho bé bị tổn thương hay là bị buồn? Bé thì có cái điện thoại cũ rồi, đời cũ, mà bé cứ đòi mua. Mình có nói bé cái đó con chưa cần thiết để mà làm như vậy. Con xài cái này đủ việc học hành. Đấy. Hoặc là nhắn tin cho mẹ được rồi. Còn khi nào mà con lớn lên á, con đủ khả năng con muốn mua thì con tự mua, chứ còn ba má chỉ cung cấp những cái đấy thôi. Dạ. Thì mình phân tích cho bé hiểu thì bé cũng thấy ở được. Con hiểu ý ba mẹ không? Dạ. Không phải ba mẹ keo kiệt với con đâu, ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con mà. Mình xài vừa đủ thôi con nha. Dạ. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ 4. Khi con được điểm cao, con thường được mẹ tặng món quà gì? Mẹ tặng nha, ba tặng là mẹ không hợp nha. Lại nha. Mẹ là tặng mẹ nha. Phải trùng khớp. Mẹ tặng, mẹ tặng gì ta? Tặng một bữa cơm ngon, tặng tặng một món đồ chơi mới. À, không, đồ chơi đi ha. Một món đồ chơi mới. Quần áo mới chứ hạn. Chà ba mẹ bạn đừng lớn tiếng quá rồi, mang con cái nó nghe trường trọi á. Hết giờ luôn rồi. Hết giờ luôn rồi. Mặc dù là hết giờ nhưng mà chúng ta vẫn hiểu về nhau mà. 5 câu hỏi trùng khớp được 3 câu. Chúng ta có được 3 phần quà ngày hôm nay. Chúc mừng gia đình của bé Minh.
tài hoàng bà ba. Có nghĩa là chúng ta có được quyền chọn 3 hộp quà trong 5 hộp quà này. Chúc cho đội trưởng Nhí với sự phân công sắp xếp đội hình bóc quà của mình sẽ có được nhiều quyền may mắn nha. Mình, con muốn ai bóc quà đầu tiên? Mẹ con. Mẹ con. Mẹ. Người thứ hai? Ba con. Người cuối cùng MC nha. Con. Mời mẹ. Mẹ chọn số 1. Rồi, số 1. Mẹ giữ đó nha. À, mẹ giữ đó, mẹ khoan mở ra nha. Tới 3. Chọn số 2 luôn. Ôi. Còn con? Nhà số 3. Trời, gia đình bước đều quá. Bây giờ ai sẽ mở hộp quà trước đây? Đức Minh. Mẹ con trước. Rồi, theo thứ tự luôn ạ. Rồi, mở ra, lấy ra. Lấy ra luôn. Wow. Bao nhiêu nào? Trời, 5 triệu đồng. Quá dữ. Chúc mừng mẹ Liêm, giá trị thưởng cao nhất, đúng là người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà mình. Rồi, còn tới ba ha. Ba căng thẳng quá vậy ba. 3 wow. triệu đồng. Gia đình này quá may mắn luôn. Đấy con trai nào? Con trai Đức Minh. 1 triệu đồng. Hợp lý luôn. Rồi chúng ta cộng lại nào Minh ơi. Dạ nhà con được 9 triệu đồng. Giỏi, 9 triệu đồng chính là tiền thưởng ngày hôm nay dành cho gia đình của bé Đức Minh. Trời ơi, anh ơi, bây giờ mình đứng với gia đình Đức Minh mình mới thấy cái sự đối lập trong trang phục của hai MC và cái sự đồng đều, ăn ý trong các vòng thi của gia đình Đức Minh và cả trang phục họ chọn ngày hôm nay nữa, thấy tại chưa? Vì hai mình nó phải ba mẹ á. À, cũng đúng. Ba mẹ mình phải để cho ba mẹ tỏa sáng. Và tỏa sáng hôm nay là 9 triệu đồng. Xin chúc mừng. Rồi, cảm giác của đội trưởng Nhi Đức Minh như thế nào nào? Hôm nay con cảm giác rất là vui vì được đoàn kết với ba mẹ, được chơi vui vẻ và hiểu ý ba mẹ hơn. Giỏi lắm. Ước mơ lớn nhất của con là gì? Ước mơ của con là con muốn làm một bác sĩ. Sẽ là một chặng đường rất là nhiều thử thách đó. Nhưng mà với sự thông minh của con nè, với sự chăm ngoan của con nữa, chắc chắn ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Nhưng mà không biết là ba mẹ có kỳ vọng gì về bé không à? Và hy vọng bé sẽ cải thiện được những điều gì trong tương lai. Bất cứ một người phụ huynh nào cũng đều kỳ vọng con mình. Nhưng mà cái kỳ vọng ấy, mình hiểu con mình nó tới đâu và mình sẽ hướng cho con mình đấy, chứ không nên kỳ vọng quá lại. Dạ. Và mình cũng chỉ cố gắng động viên cho con là đạt được cái mục đích thôi, chứ không bao giờ mình là con phải như vậy, con phải như kia. Mọi thứ không quan trọng, quan trọng là con chăm ngoan học giỏi là được. Vậy ba nhắn nhủ với con đi. Ba chỉ nói với con, mọi cái kết quả học hành của con nó cũng chỉ là một cái con số thôi, con số trước mắt thôi. Ba chỉ mong muốn con làm người tốt và thương yêu ba mẹ, anh chị em và mọi người. Dạ. Hai người đàn ông ôm nha. Dễ thương quá trời luôn. Rồi mẹ ơi, hồi nãy ba nói cũng có đúng, đó là đôi khi mình không nên đặt quá nhiều những cái áp lực và kỳ vọng lên con trẻ của mình để con trẻ của mình có thể thoải mái phát triển. Nhưng mà chắc chắn là những lời yêu thương sẽ luôn luôn cần được san sẻ. Mẹ có điều gì yêu thương muốn gửi cho Đức Minh không ạ? Mẹ muốn Đức Minh của mẹ dạn dĩ hơn, năng động hơn. Trời không mẹ các con ơi. Dạ, cảm ơn gia đình của bé Đức Minh rất là nhiều ạ. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 nha quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, và chúng ta đang đến với không gian dành cho các ba và các mẹ. Hãy sẵn sàng xem ba mẹ ngày hôm nay sẽ với một vị trí vai trò rất mới, đó chính là thành viên trong đội của mình. Chúng ta sẽ phải lắng nghe những sự hiệu lệnh của các đội trưởng Nhí. Bên tay trái của Hà Đa Bơ đó chính là ba Quân và mẹ Diệu. Chào ba mẹ. Còn bên đây, tay phải của Hà Đa Bơ đó chính là mẹ Võ Tuyết và ba Sơn Tùng.